Hôm qua gặp bà cô đó, bà có đúng một đứa con gái 33 tuổi mà bây giờ nó đang ở bên nước ngoài. Từ nhỏ đến lớn bà thương vô cùng, mến tay mến chân, thương yêu lo lắng cho nó, mà học tới thạc sĩ. Thạc sĩ rồi lên tới tiến sĩ, rồi tiến sĩ xong rồi đi đến lòi sĩ. Có lòi sĩ không? Hồi nãy mình nói tới vụ nữa, cái câu này cái tự nhiên ông Hiếu hôm nay ở bên nước Mỹ, người ta học thạc sĩ, tiến sĩ, xong người ta đến bác sĩ. Nó tầm bậy, ông làm gì tôi quê mùa đến mức tôi không biết cái gì. Chưa nghe cái vụ bằng cấp mà bác sĩ. Bằng cấp gì mà bằng cấp bác sĩ? Thì học ra bác sĩ thì làm bác sĩ. Chứ ông nói là ý nói là bằng cấp bác sĩ, không có đâu. Chiều xưa thì chưa từng nghe nói bằng cấp bác sĩ. Người ta học cái gì thì học bác sĩ, người ta ra làm bác sĩ. Nên ta nói bây giờ tôi thì tôi không biết. Tôi nói thêm lòi sĩ. Nên thì biết rằng á, học đến thạc sĩ là qua đại học rồi, thế mới tới thạc sĩ là trình độ cũng cao. Mà bà nói tèn ô thầy, nó chữ con đừng có nói nữa thầy ô. Nó cầm điện thoại là nó chữ con, nó từ bên nước ngoài nó chữ về nó chữ. Mà con đòi tắt điện thoại, nó nói bà mà tắt là tôi đập cái điện thoại bên đây liền. Bà phải gỡ tiền nó mua điện thoại khác cho tôi. 33 tuổi lo quá trời, với nó lo đầy đủ hết trơn luôn. Cổ cải tài sản giàu mà, nuôi nó lo nó từng ly từng tí. Quý vị biết rằng bà nói nó chữ bà, nó điện thoại là nó chữ bà, không biết cái lý do gì mà nó chữ bà luôn. Nó chữ điên cuồng, nó chữ dã man, nó chữ đi lang thang bên ngoài đường luôn. Nó điên cái gì tự nhiên nó kỳ cục. Bây giờ mẹ nó lo cho nó vậy mà không biết sao nó chữ. Bà nói con hỏi thầy tại sao nó chữ con. Những đứa nó tại nó thích chữ bà. Thích chữ vậy sao? Mà nó thích chữ đây là do cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Con thì đòi nợ hoặc trả nợ. Bây giờ nó đến đây mà nó chửi bà có nghĩa là nó đến đòi nợ bà. Bà trả nợ cho nó. Những đứa hỏi cô biết Phật Pháp lâu chưa? Nó dạ biết mười mấy năm, 15 năm. Vì 15 năm nay bà bị nó hành hạ vậy. Nhưng mà bà không biết nhân quả của Phật Pháp mà. Bà nói con đi đến chùa không à. Mỗi lần con đi chùa này chùa kia thì quý thầy ưa dạy con bây giờ đứa con gì. Thì bây giờ bố thí cúng dường để làm phước thiện hồi hướng cho nó. Hồi hướng cho nó đi để chuyển nghiệp. Còn con đến có một lần con đến vị thầy. Vị thầy nói nó bị ma nhập. Nên đưa cái tên. Cái ổng viết cái lá bùa lên, ổng quay. Ông quay, ông cầm trong cái kiếm. Ông đội cái mão. Ông kêu con ngồi, ông lấy cái giải, ông chùm lên cái đầu con. Ông kêu này hương linh ơi, hãy xa lìa cái đứa con nó đi. Cái ông quay vòng. Cái ông để cái tay ông lên đầu con, ông đi vòng 4-5 vòng, quay. Tóc con rụng quá trời luôn. Làm thấy ghê chẳng. Sao quý vị biết rằng là xong á, ông làm gì xong hết trơn. Thầy biết không, một cái gì thôi thế mà phải đưa tiền 10 triệu, cúng 10 triệu. Mà ông nói là đến phải làm 10 lần như vậy thì nó mới linh. Thì con thì con mong con nó hiền hậu, nó có phước báo, sợ ma nhập nó tội nghiệp. Nên đến làm 10 lần như vậy mà cuối cùng nó càng chưa thiếu. Nhưng đứa nói bà dạy tới ghê. Lúc mà ông nói mà cúng 10 lần vậy mà 1 lần 10 triệu, tại sao bà không kêu ổng ghi cái tấm giấy bảo hành, cái tấm giấy bảo đảm gì đó, thấy không? Nếu mà 10 lần mà nó không chuyển thì thầy phải trả lại cho tôi 120 triệu. Không phải có tấm giấy đó nghe quý vị, mai mốt vì gặp trường hợp đó nghe, thì vì phải đòi cái tấm giấy mà ghi phải cam kết đàng hoàng, rồi hai bên ký tên đồng ý là khi làm xong 10 lần vậy là phải chuyển hóa, hiểu không? Còn không chuyển hóa là phải đền bồi. Tại vì cái công mình ngồi ở đó mà ông quay mình rụng tóc. Hiểu chưa? Quý vị biết ra. Thì cái chuyện chùa chiền nó đâu có cái việc mà cái tờ giấy mà cam kết bảo đảm gì đâu quý vị. Mình ra mình mua tivi này kia mà người ta còn có tấm giấy bảo hành.
mà cái chỗ nào hư nó còn sửa miễn phí. Còn cái việc mà đi vô chùa mà làm thì đưa tiền là xong rồi, chứ nó không có cái chuyện mà giấy bảo hành hay bảo đảm gì đâu. Xong rồi thì cuối cùng nó càng chửi bới thêm, rồi cuối cùng đi đến nơi khác thì dạy cho bố thí này kia. Cuối cùng đi một vòng thời gian thiệt là nhiều, trong mười mấy năm đi quá nhiều chỗ để cầu cho đứa con. Rồi người thì kêu tụng kinh trì chú, người thì kêu này kêu kia, tùm lum tùm la phóng sanh, làm đủ chuyện. Và nói sao càng làm nó càng chữ càng làm nó càng chữ. Rồi cuối cùng cái gặp người ta thì người ta chỉ, bây giờ gặp thầy Đức đi, ông này không phải đơn giản. Xong bà nói đến câu đó, nhạc Đức nói bà xanh mặt xanh mày, bà tưởng đâu ông này giống hữu đông kia được, sao kỳ cục. Tự nhiên vừa nói tới chuyện thầy không phải đơn giản, tại mình nghe bà kể rồi, bà vừa nói câu đó mình làm mất cười muốn chết. Nó bà hết hồn, bà nói trời ơi sao thầy làm giống mấy ông thầy kia dữ vậy đó. Sau thì đến đây, này Linh ơi đừng nói gì thêm nữa, mắt hãy nhắm lại đi. Thầy biết rằng là sau thì Đức làm cái tay gì nè quý vị, cái gì Đức bà sợ cho Đức chọn vô mắt bà. Bà nhắm rồi bà lâu lâu mới làm nè. Chọt chọt thôi, sẽ chọt vô mắt bà. Vừa mở mắt đi thì chọt cái nhóc. Tại sao vậy Đức nói Linh đừng nên mở mắt ra, không có Linh. Làm mắc cười muốn chết. Mình làm bà cũng mắc cười. Tại sao cái gì mình nghe bà nói, bất kể cái chuyện mà cuộc đời bà đi đến chùa bà gặp nhiều trường hợp, mình cũng làm lạ lạ một chút. Thì xong cái bà ngồi im gu, nó Linh cứ im gu đi, cái những Đức làm tay nè chụp vô cái đầu băng cáo đó, cho cháu cái gì. Ông thầy này còn giữ quá mày kia. Thì sau cái chụp vô ngay cái đầu gì như Đức làm nè. Bà nói chào chào gì, bỏ ông ác đổi tùm lum á. Xong cái làm mắc cười gì chút như Đức nói. Bây giờ nhà Đức nói với cô nghe nè, mười mấy năm cô đi vòng vòng vậy, thấy không? Mà cô không có biết. Không có biết được Phật Pháp dạy cái gì. Nãy giờ thì làm vui vui vậy thôi. Giờ nói với cô nghe nè, cô lắng nghe nè. Vừa nói vậy mới làm nè, kêu bà lắng nghe là bà hết hồn, bà làm nó thôi mắt bình thường lại đi, mắt kỳ quá, làm thầy cũng sợ, mắt ghê quá. Tại vì bà sửa mắt sửa mũi gì không biết, nó có tiền vào mắt nó lòi cái kỳ. Sao mình nói nè, giờ những Đức nói cô lắng nghe là bà làm nè. Quý vị biết rằng là nói nè, trong nhà Phật nói câu trước chưa độ mình sao độ người, trước chưa độ mình thì không bao giờ độ người được, nhớ kỹ. Nên cô muốn độ được con cô, trước nhất cô hãy chuyển cái tâm cô đi. Cô chuyển cái tâm cô rồi cô mới giúp được con cô. Cô mà không chuyển cái tâm cô nghe, không bao giờ cô giúp được con cô. Trong khi cô đến đây cô thiếu nợ nó đòi nợ cô. Mà bây giờ cô chỉ lo cái bên ngoài không à. Cô chạy vòng vòng cô lo cái bên ngoài không, sao mà chuyển nó. Cô muốn chuyển nó là trước nhất bây giờ cái tâm cô hết khổ đi. Từ hôm nay cô nghe Pháp cô thông tâm đi, rồi cô ở nhà cô lo niệm Phật lễ Phật đi cho nó đàng hoàng. Chứ cô đừng có đi vòng vo tam quắc, cô tìm đầu này tìm đầu kia tìm đầu nọ làm chi nữa. Bây giờ cô ở nhà cô nghe những Đức giảng thông cái tâm đi nghe. Rồi từ hôm nay cô vô cô niệm Phật tụng kinh trì chú gì cái chuyện của cô. Nhưng mà cô tu xong cô đừng có hồi hướng cho nó nữa. Mà cô hồi hướng sao cô biết không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật Đạo. Hiểu không? Có nghĩa là
Mình đừng có đem công đức hồi hướng cho nó nữa. Vì mình đem công đức mình hồi hướng cho nó thì giống như bây giờ một ngọn đèn mà đúng ra nó thắp lên bao nhiêu con người được hưởng ánh sáng. Nhưng mà bây giờ mình lấy một ngọn đèn này mình chiếu cho có người một à. Vậy thì cái ngọn đèn mình nó vô dụng quá. Nó chiếu chỉ có người một à. Còn nếu như mình lấy ngọn đèn mình cho tất cả mọi người đi, ai cũng được hưởng ánh sáng đi. Vậy thì cái công dụng của ngọn đèn này càng ý nghĩa hơn. Nên quý vị biết rằng mình tu hành mà mình hồi hướng chỉ có một người thôi, cái tâm mình nhỏ bé lắm, nó không có chuyển hóa người thân mình đâu. Mà mình đem cái công đức này mình phải nghĩ ra tất cả chúng sanh. Như vậy thì mới gọi là công đức vô lượng. Hiểu không? Nhân Đức nói chuyện một chập nghe quý vị. Bả hoàn toàn, bả vui trong lòng bả mà sắc diện hoàn toàn thay đổi luôn. Rồi bả hỏi Nhân Đức vậy bây giờ con về con công phu làm sao? Bả nói từ Nhân Đức hỏi từ đó giờ bà công phu làm sao? Bả nói là sáng con tụng kinh Địa Tạng, chiều con chưa chưa một chút thì con tụng kinh Phổ Môn, chiều chiều một chút rồi con tụng kinh Lăng Nghiêm, rồi tối một chút nữa rồi con tụng kinh Di Đà. Rồi Nhân Đức hỏi phía bà tụng gì? Nói phía con ngủ. Chàng ơi vậy đâu mà nhiều dữ vậy? Nói là dạy gì con đi đâu, mỗi người dạy con gì con làm nấy, dạy gì làm nấy, dạy gì làm nấy. Thấy không? Kinh giáo đều tốt hết, nhưng gom quá nhiều thứ tốt để làm thì làm không được. Giống như thuốc đều là trị bệnh, nhưng mà dùng tất cả thuốc để cùng uống thì không có thuốc giải. Thí dụ như mình trúng một loại độc thì có thuốc giải, nhưng mà bây giờ mình dùng bao nhiêu loại thuốc uống mà gom lại thành độc, mà độc này không có thuốc giải, khó giải dữ lắm đó. Nên cái người học đạo mà tạp, học nhiều quá đó là khó cứu. Vì họ biết quá nhiều, nên mình nói ra gì họ nói họ hiểu, họ không làm. Nó nên á, học nhiều chưa chắc hay đâu quý vị. Nó, thà mình học chuyên, cái gì mà chuyên môn là có chỗ dùng, chuyên môn là hay dữ lắm. Nhớ nghe, như những đức đi học Phật là chuyên một câu Phật hiểu này, thấy chưa? Nhân Đức sống mỗi ngày vui vẻ an lạc mà Nhân Đức giảng người ta nghe rõ ràng luôn, nó ngồi nghe thích. Mấy bà cụ mà nói từng nào Nhân Đức cũng giảng mấy buổi, mà mới có 5 giờ thôi là bà cầm áo chàng bà chạy vòng lang thang bà đi. Có nghĩa là bà thích, bà thích bà mới lợi gì chứ, bà mà sợ đi bà không có lợi đâu. Bà mà không thích bà không có lợi đâu, bị ô. Hiểu không? Đó, quan trọng là vậy đó. Nên á, mình tu hành phải hiểu, tu xong hồi hướng rồi là được rồi. Đừng có bao giờ quỳ lại. Mấy cái người mà quỳ lại mà cầu này cầu kia là ưa bị cái này kia lắm, nó kỳ lắm. Người ta hồi hướng rồi rồi, từ là trên hòa thượng là cảm ơn hòa thượng xây chùa, kế đó là tất cả thân bằng quyến thuộc, rồi chúng sanh là đủ rồi, rồi cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đời này nhiều đời nhiều kiếp là đủ rồi. Ông nội ngoại ông cố sơ không sợ, đầy đủ hết trơn rồi. Hồi hướng rồi cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu quỷ vô danh, hữu danh vô vị. Hồi hướng hết trơn rồi quý vị, đầy đủ hết trơn rồi còn gì. Vậy mà hồi hướng xong rồi mấy bà còn quỳ lại ba, Nam Mô A Di Đà Phật, ngày hôm nay con tu con nguyện hồi hướng cho ông có nội con, ông có ngoại con, rồi bà ngoại bà nội con, rồi cháu chắc cháu chí cháu chét con. Đọc chàng ở nguyên một cái sớt, đọc xong rồi là cái tản mát cái tâm luôn à. Hết an lạc lấy đâu hồi hướng. Nên mình tu xong rồi cả chúng hồi hướng cái là xong. Cái kết đó, hồi hướng cái nữa, tam quy xong, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trong thành Phật đạo. Xong rồi, hồi hướng gì vợ? Thấy không? Tàn ơi, tu có một thờ một hồi hướng nhiều đó còn chưa chịu, còn ngồi lại không chắc chí không chét, tụp lum tụp la, thêm gì nữa bây giờ, thấy không? Đó là mình tham quá, cuối cùng không có được cái gì, nó mà nó còn xảy ra vấn đề nữa, nên mình phải hiểu nguyên lý này, để cái tâm nó an định thì mới hồi hướng, còn cái tâm nó tạp loạn sao hồi hướng? Nó nên quý vị về đây tu bị nghe rất rõ ràng, gọn hơn, dễ hiểu. Rồi mình đi vô chùa này mình dùng cái nhân cách đạo đức mình sống đây đi. Cái gì mình không hiểu mình hỏi, mình đừng có tùy tiện. Mình đi vô chùa mình ở mình tu với thầy dạy mình phải nghe. Rồi xong á mình ở trong chùa thì nói là không xài điện thoại, mình không dám xài điện thoại. Kêu mình đừng có nghe ngóng chuyện ngoài đời, mình đừng có nghe ngóng làm chi.
chàng ơi, tu trong chùa mà đi nghe đi ngóng, nó là tu không an lạc đâu. Những đức nói với vị nghe nè, lúc chúng ta còn sống gì nè, chúng ta cố gắng đi. Như bữa nay làm cái đám ở bên kia bên, thấy gia đình thì có 2-3 người, trong bụng mình nói chàng ơi, cái kiểu này ngoài đời không biết sao làm cái đám chàng. Cũng làm nhưng mà thuê mướn người hình thức thôi quý vị. Những đức nói với cụ chứ, mấy cụ mà ở đây cái cụ mắc, những đức nói đúng là gia đình người thân có phước, làm cái đám nhà chùa lo hết trơn, xong rồi chờ lấy cốt một cái rồi xong để cho nhà chùa sắp xếp hết trơn, xong đi về gọn hơn. Các cụ ô là các cụ. Ở ngoài đời nghe các cụ, gặp mà chết rồi nghe các cụ giống ngày xưa chứ bây giờ biết sao dưới quê các cụ. Hồi đó má nhà đức chết xong, thời đó chưa có điện, mà mấy ông nhà nho mấy ông viết thêm mấy cái tấm giấy, mấy cái tấm giấy vải trắng trắng ông viết vô đó hàng chữ gì mình cũng không biết chữ gì luôn, nó treo tùm lum tùm la trong nhà chứ. Rồi nhà bằng đêm đâu có điện đâu, đèn dầu leo lét, đi về nhà nó sợ quá ăn chết. Rồi anh em đồ khóc hu, kiểu mà mới chết mà chôn xong á, chàng ơi nó đau khổ nó buồn gì đâu. Còn cái này mà các cụ ở đây, cụ ô là các cụ. Cái đám mà đưa lên đài quả táng gì đâu mà im, nó ngon lành vui vẻ thiệt, quá trời. Xong rồi hũ cốt đem về đưa vô bảo tháp, xong rồi con cháu đi về nhà mất tiêu, gọn hơn luôn quý vị. Chàng ơi gặp trường hợp này mà, đây là cái chuyện mà duyên phước dữ lắm mới được gì. Như đức nó đâu có đơn giản đâu. Ở nhà mình mà làm một cái đám tang rồi bao nhiêu tiền bạc đâu có đơn giản quý vị, đủ tới loại tiền hết trơn. Vô chùa mình gọn hơn, nhà chùa lo hết trơn, sạch sẽ. Nên những đức nói rằng mấy bà cụ trong chùa mắc á, đồ đạc mấy bà cụ á, thì bận bộ đồ nào mới mới cho mấy bà cụ. Cái khăn vàng này tròn lên cho mấy bà cụ đàng hoàng, mấy ông cụ thấy không. Rồi mấy cái bộ đồ nào mà có được được á, để lại. Bộ đồ nào cũ thì đưa theo để đốt đi. Đồ nào mới mới để lại hết, mấy ông cụ bà cụ chịu không? À, chịu rồi đó. Để lại xong giặt đàng hoàng, ủi đàng hoàng hết nghe không? Cô Hải nhớ. Rồi Phật tử vô đây cộng tu á, ai mượn đồ đưa cho mượn bạn. Hiểu không? Đó, Phật tử vô đây tu đi. Rồi không có đồ cứ vô đây. Đồ mấy bà cụ mắc để lại nhiều lắm. Nhiều dữ lắm. Ừ. Đạo Tràng Ba nè, Hậu Pháp nè, Đại Tùng Lâm nè, Bảo Tháp nè, rồi trước cổng đều có hết. Có một phần đồ đó để lại. Ai mà thiếu đồ cứ vô đây tu yên tâm. Mấy bà cụ bà mắc bà giảng sanh rồi bà để đồ là bạn ấm chứ lắm. Không? Ngon lắm, ấm lắm quý vị ơi. Mà lâu lâu thì có những bà cụ mà bà chưa đi thì bà đòi chút đỉnh thôi chứ không có gì. Nên mấy bà cụ kia tiệc đối tao bận đồ không có đòi nghe các cụ. Hồi cấp cái hợm có bà cụ, con bà cho, mà đồ của con cho chắc thấy ghê nghe. Bởi vì con đừng có đem đồ cho, để nhân đức cho. Công nhận con cho chắc thấy ghê. Cho cái mền đắp, sau này bà mắc đi thấy cái mền còn được được giặt để lại. Đưa cho bà sư cô bị què cái miệng méo bên để bà đắp. Chè khô bà đắp cái mền bà, cho bà cái mền bà mừng. Mấy đứa cô xịt dầu thơm vô rồi bà mới nói công nhận cái mền thơm thấy ghê. Bà đắp đi hôm đó mới có 12 giờ khuya. Cái bà này có gì à? Bà đứng bà kêu bà trả mời cho tôi. Tại bà đã bà ngủ vô cái tâm thức á, thấy không, vô cái ác mộng á. Bà trả mời cho tôi, trả mời cho tôi, bà kêu trả mời cho tôi, trả mời cho tôi. Cái bà sư cô bị què cái miệng mẹ. Xong
sáng gặp với cô sao mà cái bà cụ bà mớ mắt vậy, đâu bà rồi mền tôi hoài, cái mền này cô cho tôi là đâu, nó cái mền của bà đó tạo. Bà về bà xiết cái mền bà lết. Bà đeo là bà trả cho mấy cô đó thôi được rồi, cái mền thì có đẹp có đầu tôi cũng đắp chè gơ vừa đắp cô vừa bà lỡ bà đòi ghê chưa quý vị, cái tình chấp thấy ghê chưa. Bởi vì tôi báo tin cho mấy bà cụ già biết, mấy ông già nghe, chết rồi đi về cực lạc đi nghe, đừng có đi đòi mền gối rồi đồ nghe chưa. Ghê chưa, có đó quý vị. Có nhiều bà mà quý vị biết rằng là ngày xưa trên kia là có, bây giờ ở đây không thấy có đó. Ở trên kia là những cái xử lý vụ này hoài, vừa mắc xong thiêu rồi xong hết trơn, thì cái giường nó có người vô ở, đưa vô ở, vừa đưa vô ở tối là thấy mà ngộ ghê. Lúc còn sống cái đầu cạo chuỗi lũi, mà sao chết rồi thành tóc dài vậy ơi, làm như cô hồn là đa bằng tóc dài hay sao. Mà lúc mà chết thì bằng đầu lam chứ đầu trắng đâu bằng, vậy mà sao chết thì bằng đầu trắng. Nhiều người ta nói là thấy là bằng đầu trắng, tóc dài kỳ cục, nghĩa là tóc dài phớt phơ mà người đa phần là cái mình gặp ở trong mộng, mà gặp cô hồn nghe đa phần là gió thổi vậy ơi, gió thổi hu hu tóc bay phớt phơ bằng một đồ trắng bay vù. Lỡ nó bà trả giường cho tôi ghê không. Xong rồi sáng mới lỡ nó thầy tối con ngủ cái giường đó không biết làm sao, có cái bà mới lỡ bắt đầu giường những đứa bà tả gương mặt bà sao nè, gương mặt bà là lỗ mũi thì tròn, cái miệng thì méo, mắt thì to, còn cái mặt thì như cái bánh bao. À, bà mới chết mấy ngày trước, nó tràn kinh không, về đòi cái giường. Nên tất cả các cụ nhớ nghe các cụ, về thế giới cực lạc đặc biệt nghe, đừng có chết mà ở đây mà đòi giường đòi đồ nghe các cụ. Đó. Nhắc nhở gì hoài mà lâu lâu cũng gặp á, không có giỡn đâu. Nó bên hộ pháp bữa nay mới làm cái đám xong, vừa chưa gì hết trơn là mới hồi chiều này mấy chú cũng báo bảo tháp chết nữa. Cái tầng này giờ nó vô mánh gì đó. Năm sáu người rồi chàng ơi chàng, trong một tầng này gì đâu mà chết liên chết. Còn hơn là đứa giác thôi non đứa lôi đầy tháng, chết gì đâu mà kinh khủng đi. Bây giờ bị coi già càng ngày càng nhiều, nên bây giờ thông báo cho tất cả các cụ già khắp nơi trên toàn thế giới, nghe không? Cái thời điểm này mình chuẩn bị xây ngôi chùa nó đạo tràng 4 đó, xây rồi chắc 2-3 ngày nữa xong. Nên đào móng rồi đó, xây rồi đó nghe, vô xây rồi đó. Bây giờ nè, khắp nơi nơi á, ai mà già mà còn đi được, còn khỏe ngon lành, mắt thấy đường, lỗ tai nghe được rồi đó, tranh thủ vô đi. Giờ vô đây nhận người chưa, vài bữa nữa chùa bên kia xây xong. Nó dài chữ dài và bữa, dài bữa là ý nó thời gian còn dài nữa, hiểu chưa? Thì khi ngôi chùa xây xong thì người ta sẽ đưa qua ngôi chùa mới ở luôn, mấy bà khai trương luôn ngôi chùa mới. À, bây giờ mình chuẩn bị mình vô đi. Chàng ơi, đừng có đợi tới hết xíu quách. Đợi chi hết xíu quách, nghe không? Dại quá. Nó, mình còn khỏe khỏe mình vô bây giờ đi. Đại Tùng Lâm đầu chàng ba nhận hết. Bảo tháp nhận luôn. Trước cổng nhận luôn. Ở chặt chặt đi. Rồi thời gian nữa thôi, hòa thượng xây nhanh dữ lắm. Trong một năm nay chừng xong luôn, chừng nó dựng chơi sẽ tranh thủ luôn. Rồi lúc đó là bắt đầu là quý vị qua ngôi chùa mới về ở luôn. Mà ngôi chùa mới kỳ này nghe, 6 cái dãy nhà đó đó nghe, là phải 12 cái thang máy. Rồi nó chạy vù. Mà cái ngôi chùa mới nó đẹp dữ lắm quý vị, xung quanh là cái vườn cây đẹp đừng có nói nữa nghe. Mà chính giữa là một cái chánh điện bự, nghe nói là thuận xây chánh điện bự, bự hơn chánh điện bên kia đạo tràng ba. 6 cái dãy nhà
hai bên hai dãy dãy ba 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 song 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 nhau. Chứ giữa cái chánh điện sau sau lưng đó là một cái nhà ăn tràn ô 4 tầng, cái nhà ăn luôn, nhà ăn 4 tầng. Nghĩa là ai ngồi dưới thì ngồi, ai lên, cần lên trên thì ngồi lên trên, thang máy chạy cái dù lên trên, làm thang máy để đồ ăn lên, chạy lên trên, thang máy tự bỏ lên đồ ăn lên trên bàn luôn. Quá kinh khủng mà. Phải chẳng mà trên lầu cao tôi thuê thêm vài em phục vụ. Vài em nào? Vài em người máy. Cho người máy phục vụ luôn cho quý vị biết. Quá sang luôn, quá xịn luôn. Tới giờ cái cụ vô ăn cơm, người máy là ẩm cái cụ để lên ghế. Cụ xuống như tiên vậy. Hiểu không? Nên cái cụ ăn xong rồi khỏi cần xỉa răng. Người máy nó nhổ. Người máy nó lại nhổ răng. Không, mình giảng sao biết mà nó vui là mắc cười rồi đó quý vị. Nên mà cái cụ thấy vui không cái cụ? Thí dụ như chúng ta sống ở cuộc đời này, khi mình nghèo thì mình ở nhà nhỏ, mình giàu có thì từ từ mình cắt nhà lớn lên, giàu nữa thì ở biệt thự, có sân vườn đồ ngon lành, đúng không? Là điều kiện rất giàu có. Còn cái người đã mắc rồi thì nếu như mà họ không có phước gì chứ, họ tạo tội, thì họ phải chịu cảnh đọa lạc trầm luân. Vậy thì chúng ta thương ông bà cha mẹ mình, chúng ta gầy dựng cái nhân cách đạo đức. Tại vì mình gầy dựng cái nhân cách đạo đức thì ông bà cha mẹ sẽ hưởng phước. Tại vì ông bà cha mẹ sinh ra một đứa con cháu có nhân cách đạo đức, từ nơi đó mà ông bà cha mẹ cũng hưởng được cái phước. Thì mình có nhân cách đạo đức, thì mình lấy cái nhân cách đạo đức đó mình làm nhiều cái việc ý nghĩa trong cuộc đời, tạo ra cái phước báo. Thì nhờ cái phước báo đó mà ông bà cha mẹ của mình thoát cái cảnh giới khổ đau, sanh làm người, hoặc là có phước lớn rồi sanh cõi trời, hoặc là sanh đến cõi trời càng cao thêm, là phước càng lớn thì càng tăng thêm cái cuộc sống tốt. Đó là người chết thì hưởng về phước, còn người sống thì mình có tiền thì mình cắt nhà to lên, cuộc sống mình đầy đủ phong phú. Còn người đã mắc rồi thì dùng tiền hay là vật chất hay là đồ ăn thức uống có nhiều, cúng cỡ nào thì cũng không có được lợi ích. Chỉ được cái lợi ích là khi mình tạo cái nhân cách đạo đức để hồi hướng, làm phước báo, tu hành, hồi hướng thì cái người mắc mới được lợi ích nhiều. Chỗ này là chỗ rất quan trọng. Còn cái việc mà chúng ta cúng mà mâm cao khổ đầy, hay là chúng ta cúng thí thực, giống như mời khách tặng quà, kết duyên, rồi giống như con người là tình chấp nặng nề về ăn uống, nên họ mắc rồi họ chưa siêu, gọi là hương linh đó, họ nhìn thấy nơi đó cúng thí thực rất là đông người đến cúng, rồi đồ ăn thức uống cúng nhiều, họ cũng phần âm họ cũng rủ nhau đi đến cái nơi đó có cúng rất là nhiều. Họ hưởng là giống như cái từ cái tâm thức thôi, bằng một cái sự mà hưởng mà gọi là tưởng tượng á, tưởng tượng là cảm giác mình được ăn á, tưởng tượng thôi. Vì đó mà nhờ cái đại chúng tu hành cúng cho họ mà họ cũng cảm thấy được ấm áp, là tưởng nhớ đến họ, tưởng nhớ là ấm áp. Giống như ai mà tưởng nhớ đến mình cũng cảm thấy ấm áp cõi lòng. Thì hương linh còn gọi là cô hồn, họ rất là buồn, nên mình tưởng nhớ đến họ, mình cúng cho họ thì cái tâm họ cảm thấy ấm áp. Và thêm là cái công đức của đại chúng á, tu hành hồi hướng cho họ. Mình nó nghĩa là mình cúng là phương tiện để họ đến. Họ đến rất đông rồi mình mới giảng dạy họ. Thì khi giảng dạy rồi họ nghe được, bắt đầu là họ mới buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, họ
họ nương vào bổ nguyện của Phật để họ niệm Phật để được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Nên cái cúng chỉ là một cái phương tiện. Còn cái việc tu nhân tích đức, tu hành bản thân mình mà hồi hướng thì đây mới là thật chắc được lợi ích. Nhớ nha, này rất là quan trọng. Nên cái đất nước Việt Nam chúng ta thì cái việc mà thờ cúng ông bà thì đó là một cái đạo đức nhân cách rồi. Giống như bây giờ ông bà cha mẹ mất rồi thì mình thờ cúng ông bà cha mẹ để con cháu từng đời nhìn theo đó mà học tập theo, nhìn theo đó mà học. Chứ không phải là mình nói cúng mâm cao cổ đầy, mỗi năm đám giỗ thiệt là lớn, sát sanh hại vật, ăn nhậu đồ, bạn bè tập trung về nhậu nhẹt. Cái việc này nó không có lợi ích cho người đã chết. Mà cái đám giỗ là cái mà phong tục gọi là để cho mỗi năm dù bận bịu cỡ nào nhưng cũng ngay cái ngày đám giỗ anh em, người thân tập trung về để mà mình được gặp nhau, để nó xông ốp cái tình cảm, cái dòng họ đừng có xa cách. Có khi cái dòng họ mà lo làm ăn không gặp nhau, giết rồi anh em nó cũng lợt lạc tình cảm, rồi đời cháu đồ đó, mỗi người có con, nó lớn lên có khi nó đi ngoài đường nó không biết, nó lại gặp nhau yêu nhau không chừng. Tại vì nó đâu có được cái cơ hội gặp nhau, đó là con của anh hai, con anh ba gì đâu. Nên cái ngày đám giỗ là để tập trung về, để biết được đây là dòng họ của mình. Nên cần phải nghe giáo dục thì đó mới là cái gia đạo nó thịnh vượng. Còn nếu như chỉ gặp nhau sát sanh hại vật rồi ăn nhậu, có khi nhậu vô một chút, có khi còn quýnh lộn nhau nữa, thì đây nó không có đặc biệt. Nên cái đặc biệt nhất mà con cháu cúng cho ông bà cha mẹ mà được lợi ích á, là từ cái nhân cách đạo đức của mình. Vì ông bà cha mẹ sinh ra nuôi được những đứa con cháu này mà làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Quý vị để ý đi, ở cái cuộc đời này mình làm con cháu người ta mà mình có nhân cách đạo đức, người ta nghe tên đó ông bà mình người ta cũng kính trọng. Bây giờ nhiều người thì quý những đức Phật tử khắp nơi quý những đức đi, mà nghe tới gia đình những đức người ta cũng thích. Ví dụ như bây giờ gia đình những đức khổ quá đi xin ăn, đi đến đó, lợi chỗ người ta nghe nói là đây là chị của ông thầy Hô. Cái người ta mới hỏi thầy Hô là thầy nào, nó là thầy Đức. À vậy hả, người ta mời buổi cơm ăn. Tại vì sao thấy chị của ông thầy mà mình thích, thấy không? Đó, nên từ cái nhân cách đạo đức mà ta thích mình, rồi ta thích luôn dòng họ mình, thấy không? Nên từ nơi đó mà mình có nhân cách đạo đức thì ông bà cha mẹ mình cũng được hưởng phước. Mà mình đem cái đó mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình để cầu siêu thoát cho ông bà cha mẹ. Cái này là cái rất là quan trọng. Nên người ngoài đời người ta không có hiểu. Người ta nghĩ rằng là mỗi năm đám giỗ cho thiệt lớn, cái đó là hiếu. Không, cái đó là chỉ là làm đẹp mắt người đời thôi, không phải hiếu đâu. Cái hiếu là mình làm đồ chai lạc, rồi anh em nhắc nhở nhau về nhân cách đạo đức làm người, rồi mình biết phóng sanh, rồi mình niệm Phật, rồi nếu mình có điều kiện anh em hùng hạp tiền bạc lại mua gạo. Ngay ngày đám giỗ của ông bà cha mẹ, mình tặng gạo cho bà con chòm xóm những người nghèo, rồi mình đặt thêm máy nghe pháp, máy niệm Phật hay gì đó, máy nghe pháp đi, vì người ta chưa nghe được pháp, đặt máy nghe pháp kết hợp với cái phần gạo, mình có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Nếu như quý vị làm được những việc này và quý vị khi người ta đến có được một buổi niệm Phật lễ Phật, cái cách cúng vậy thì những đức nói ông bà cha mẹ quý vị chắc chắn siêu thoát, chắc chắn siêu thoát, lợi ích rất là lớn. Nhớ kỹ nha. Đó, nên mỗi một người mình thờ cúng ông bà cha mẹ, hình ảnh đâu này kia trên bàn thờ mình họa lại cho nó gọn gàng đàng hoàng, nhìn từ trên tới dưới gọn đàng hoàng. Chứ không phải trên bàn thờ mà mình để hình ảnh nào là khuôn bự, khuôn nhỏ, hình trắng, hình đen, tùm lum. Tự nhiên con cháu nó nhìn có khi nó cũng sợ hết hồn. Mình họa là vừa gọn vừa vậy thôi. Trên là ông cố nội, kế là ngang là ông cố ngoại,
nội ngoại ngang qua một bên, thấy không? Thấp nữa thì cha mẹ gì từng đời đó. Mình họa, mình làm một cái gọi là một vị trí thờ thiệt là gọn, gọn ghẽ đàng hoàng thôi. Mình thờ gì cũng được, cái quan trọng là mình tưởng nhớ họ, là mình tu hành, mình hồi hướng cho họ. Cái này mới là cái quan trọng. Còn nhiều bạn thờ gia đình á, mà để hình ảnh bự to nhỏ tùm lum, rồi có những tấm hình mà trắng đen, rồi có những nhà thì thờ hình mà người tự tử chết đồ còn nhỏ nhỏ đồ tứ tung lăng tác, nhìn đó cũng cũng ớn lắm quý vị. Còn nếu như cái nơi thờ linh đó nghe, mà gặp mà mình thờ cho đàng hoàng hình ảnh á, giống như nó cặn ở trong kiến đàng hoàng, để trong kiến đàng hoàng. Có những chùa người ta làm cái nơi thờ linh đặc biệt lắm, mình vô mình không có sợ, mình vô mình không có thấy khói nhang nghi ngút, không có sợ, giống như người ta là lòng trong kiến luôn. Hình người ta họa rất đẹp, bằng nhau, ta làm điều hết trơn, nam ra nam, nữ ra nữ, BD ra BD, rõ ràng hết, hiểu không? Nên rồi xong người ta để một cái tivi, người ta bắt những cái điệu niệm Phật mà tu hành ngay chỗ linh đó. Nếu như cái chỗ mà vậy quý vị bước vô bị đâu có sợ đâu, vì giống như nó không có còn âm khí, nó tự nhiên nó thản mát âm khí hết trơn, mà nó phát triển dương khí luôn á. Từ nơi đó mình bước vô mình cảm thấy không có sợ. Còn có những nơi thờ linh mà bắt bóng đèn đỏ quét, tối mù mịt, khói nhang nghi ngút, bước vô mình tưởng đâu là âm phủ, bước vô mình nhìn giống như âm phủ ấy quý vị. Khói nhang nghi ngút, rồi hình ảnh trắng đen đỏ, mình bước vô mình tự nhiên vừa bước vô gặp cái tấm hình mang mắt kiến, con mắt trợn lên gì nè. Vì coi bây giờ cái tấm hình mà chụp chết mà, mà kiểu hình mà hình trắng, nền trắng mà mặt đen, thì tự nhiên bước vô mình thấy con mắt, quý vị nhìn thấy sợ không? Thấy ớn chứ, có nhiều người gâu ghia gì, thấy không? Nó bước vô cái bàn linh làm cho người ta sợ, mà người ta sợ là mất đi cái phong thủy, mất đi cái phong thủy. Làm cho người ta bình an á, là phong thủy tốt, mà làm cho người ta sợ là mất phong thủy tốt thành xấu. Nó thì cái gia đình mình cũng vậy đó, thờ cũng vậy đó. Trên bàn thờ phải gọn ghẽ đàng hoàng, đừng có thờ nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ quý vị coi chùa chiền, mà mình thờ trên bàn thờ có nhiều cái nơi chùa, nhất là miền ngoài, thờ gì đâu mà tùm lum, mình không biết ông nào ông Phật, không biết ai Phật á. Tại vì thờ Phật, thờ thần, thờ thánh, thờ tứ tung lang tang, thờ ông địa, thờ ông cốc, ông kèo gì tùm lum, nhiều lắm quý vị, thấy đậy trên bàn thờ chứ. Tự nhiên lúc mình niệm mình không biết niệm ai. Nên tại sao mà người ta vô chùa mà ta niệm tùm lum? Vì người ta thấy thờ nhiều quá nên ta niệm tùm lum. Ví dụ người ta niệm từng tên, từng tên, từng tên, từng tên, ta niệm quá trời. Còn ta vô chùa mình thì ta niệm Nam Mô với Đạo Phật hoặc ai với Đạo Phật. Xong. Nó rồi chùa mình thì coi có đốt cây nhang nào đâu. Lâu lâu đốt một cây dữ lắm. Nhờ vậy mà hình Phật, tượng Phật đẹp. Chứ nếu như mình đốt nhang nhiều lỗ mũi Phật dính như khói, đen thui. Nhận đức nói thiệt, giữ bản thân nhận đức thôi. Nhận đức ngồi gì nè, bà quý vị thắp mấy cây nhang trước mặt chứ đâu có chịu quý vị. Nói thôi mày đem nhang chỗ khác giùm tao, tao ngồi ở đây mà mày thắp nhang nó khói nghi ngút nó bay vô mặt mày, tao đen thui tao làm sao, thấy không? Từ nơi đó cái quan trọng trong Phật pháp quý vị, không phải Phật càng nhang, thấy không? Tại vì cái đó là cái tượng trưng trong Phật pháp, là phương tiện để mà đem Phật pháp giới thiệu. Nó có cái ý nghĩa sâu sắc nằm bên trong dữ lắm. Rồi đâu phải là Phật cần hoa hay cần nước gì đâu. Những đức mà còn hoa chưa cần, tại vì trước cái bàn giảng thì che chỗ này lỡ một chút, tại sau lưng này nó có nào là đồng hồ, quạt, rồi ly nước, rồi khát nước chúng uống sữa chứ, rồi đói bụng ăn thêm cái bánh kinh đô, rồi tờ giấy, cái khăn, rồi cái quả, quá nhiều thứ quý vị, nên lấy bó hoa che lại, thấy chưa? Nên mình ở cõi này
Tốt thì phe, còn xấu thì che. Nên cái nào mà mình xấu, cái nào mà mình che là nó xấu đó, thấy không? Còn cái nào tốt là người ta khoe ra. Nên cái mặt mình tốt nên phe. Nên bản thân chúng ta mặt tốt, tay tốt, chân tốt, phe. Còn những cái khác che là xấu. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là mình mà còn đơn giản bình dị như vậy, không chi là Phật. Nên trên bàn thờ Phật, thờ Phật mà quá nhiều, tứ tung lang tang, có nhiều nơi không hiểu. Mỗi lần đem đồ ăn đến cúng là đem đến đưa, đem lên bàn thờ. Mỗi lần đem trái cây là đem bàn thờ. Mỗi lần đem cái gì là đem bàn thờ. Trên bàn thờ nào là cơm, chén tròn do, rồi miếng đồ ăn, rồi trái cây, tứ tung lang thang trên bàn thờ. Mình nói như bản thân những đức mà ăn, mà dọn cho những đức một món kho, một món xào, món canh là những đức thích. Còn dọn hai ba món là những đức không muốn ăn, không biết ăn cái nào. Không chi mà Phật mà mình bày trước mặt Phật một đống đồ ăn gì. Mình tưởng đó là mình vậy là cung kính, nhưng mà mình để đồ ăn họ nguội lạnh, bị hư, rồi mình ta bỏ đi, cái đó nó còn tổn phước duyên hơn. Mình đến mình tượng trưng, mình cúng cho Tam Bảo, thì cái người đặc trách mà bên hương đăng, mình coi trái cây gì tươi ngon mình cúng tượng trưng trên bàn thờ Phật thôi. Còn cái quan trọng quý vị là cúng cho Tam Bảo là bị cúng cho ai quý vị không? Cúng cho người sống. Cúng cho người sống á. Mình nói mình cúng cho Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Nhưng cái mà dùng là Tăng. Tăng không phải riêng người xuất gia đâu. Cư sĩ mà vô chùa cũng là Tăng, cũng là Tăng Bảo đó. Tại bốn chúng đệ tử có cư sĩ, nam cư sĩ nữ là cũng là hàng Tăng Bảo, thấy không? Nên từ nơi đó cúng là cúng cho con người sống ăn đó. Đó, mà người sống ăn á thì thật sự mới có phước. Chứ mà để lên bàn thờ Phật, Phật có ăn đâu mà có phước. Nên mình cúng hoa quả là tượng trưng cho cái nhân, cái quả. Gieo nhân thiện thì hưởng quả thiện. Chứ bị cúng trên bàn thờ Phật, Phật có ăn miếng nào không? Nếu như bị cúng trên bàn thờ Phật mà Phật dối tay Phật ăn, chắc bị cũng chạy luôn. Hiểu không? Bây giờ mình đem lên bàn thờ Phật mà mình cúng sữa gì mà Phật dối tay nút hết hồn chạy chết một. Những đức nói cho mình kia, bây giờ gì mình nói, bây giờ mình cúng trên bàn thờ ông bà tổ tiên mình, mỗi năm mình cúng một lần. Những đức hỏi vị, bây giờ vị nói vị cúng mâm cao cổ đầy mỗi năm cúng một lần, vị một năm bao nhiêu ngày, rồi những ngày kia không cúng ông bà tổ tiên mình ăn cái gì? Thấy chưa? Nên cái cúng đó là cái lễ phép đạo đức của cái người Việt Nam chúng ta. Đó là cái nhân cách đạo đức tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên mình cúng. Ngày đó mình cúng để mình sum họp anh chị em lại, để ngồi với nhau hưởng cái lộc của ông bà tổ tiên của mình. Dù đã mất, nhưng ngày đó tưởng nhớ cúng để anh chị tập trung về có cái lộc để mình hưởng, hưởng cái lộc của ông bà tổ tiên á. Hiểu không? Mình nghĩ vậy đó. Thì cái đó còn nói là còn nói thông. Còn nói mình cúng để cho ông bà tổ tiên, ông bà thích ăn gà, thích ăn cá lóc, thích ăn cái này, ăn cái kia. Những đức nói rõ ràng là cái người sống mình nó thích. Hồi xưa đám giỗ nó để ý rõ ràng. Khi mỗi lần mà chuẩn bị đám giỗ là gia đình bàn, là coi nấu cái món đó ngon đó, cái món đó được, cái món đó nhiều người ăn, cái món đó nhiều người ăn đó. Toàn là nghĩ cho con người sống ăn để nấu không mà. Nhưng mình đem lên mình cúng rồi xong mình dọn xuống mình ăn. Chứ có ông bà tổ tiên nào mà dối gấp miếng cá lóc hay bẻ cái đùi gà đâu. Đúng không? Đó. Nên đó, các vị nghe gì quý vị mới hiểu ra rằng, thì ra từ lúc trước tới giờ chúng ta hiểu lầm. Đối với cái người đã chết mà nào là đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà. Bây giờ mà nó còn đốt con gái xuống. Quý vị coi bây giờ nó mua tấm hình, rồi xong ở trong đó có căn nhà, rồi nó đốt cho nó rẻ. Rồi xong á nó mua thêm hình hai đứa nhỏ gái làm ô xin, mà nó mua hình nào là nước châu Phi, nước miên này kia,
mà châu Phi nước miên á thì rẻ, mà nước châu Đốc thì mắc. Thôi sao kỳ vậy? Châu Đốc sao mắc? Nó tại vì người Việt, mua người Việt thì nó mắc hơn, tại vì nó đồng ngôn ngữ. Còn mua nước châu Phi thì xuống dưới nó làm cho nó nói mà có hiểu gì đâu. Nên quý vị coi, từ nơi đó mà nó đốt xuống, sao mà hưởng được quý vị? Không có hưởng được. Tại vì cái việc người sống giữa người chết với nhau, ví dụ như mình còn sống thì cái thân này là tứ đại, tất cả món ăn chúng ta đều là tứ đại. Một ly nước này cũng tứ đại hợp thành mà có, một cây quạt này cũng tứ đại hợp thành mà có, mỗi một đồ vật, bộ đồ chúng ta đều là tứ đại hợp thành mà có. Trong bốn cái đó không thể nào mắc một thứ mà tồn tại. Nên chúng ta tứ đại hợp với tứ đại nên nó mới có thể dùng được. Còn cái người vô hình nó ngược lại rồi, nó không có thể nào dùng được. Nó không thể nào dùng được cái cổ của tứ đại, hiểu chưa? Cho nên chúng ta chỉ dùng tâm cảm tâm, là dùng cái tâm thiện, dùng cái đạo đức, dùng cái nhân cách, dùng cái điều mà thiện lành để mà hồi hướng cái vô hình đó đó. Đến với người ta nó siêu vượt thời gian không gian, nó không có gì trở ngại. Dù ông bà tổ tiên mình có siêu thoát rồi, nhưng mình là con cháu tu hành làm thiện làm tốt, thì ông bà mình ở cái cảnh giới nào thì phước báo cũng càng tăng thêm tăng thêm. Thí dụ như những đức là ông cố nội của người ta, bây giờ những đức đang ngồi đây, thì con cháu của những đức là năm mèn hay ba đậu gì đó, nó đang làm thiện, nó hồi hướng, thì tự nhiên những đức ở đây cứ phơ phớ lên hoài, lên hoài, lên hoài như diều gặp gió vậy. Tại vì con cháu nó hồi hướng hoài nên mình tăng thêm. Tại vì mình tạo ra con cháu mà coi dạy con cháu, bây giờ hiện tại con cháu nhà đức không biết nó ở đâu, mình không biết. Tại vì bây giờ mình đi tu, nhưng mà con cháu đời trước, đời 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 của mình á là nó đang còn sống, mà bây giờ qua một đời mình không có biết mặt nó, mà bây giờ nó đang làm thiện thì nó tu nhân tích đức, thì bản thân mình dù sanh đến cuộc đời này nghe không biết nó, nhưng mà mình cũng hưởng phước, phước mình cũng tăng thêm. Còn nếu như con cháu mình mà nó tạo nghiệp á, là trong lục đạo luân hồi này mình cũng bị tổn. Tại vì mình đã tạo ra cái mầm móng ác hại người thì mình bị tổn. Cái đó là cái quan trọng, thì quý vị suy ra thì hiểu liền. Thì bây giờ quý vị vô đây nuôi ông già bà già trong đây, ai gặp quý vị cũng quý trọng, thì nghe đến cha mẹ vì là quý trọng vậy thôi. Nó thí dụ như bây giờ mấy thầy ở đây nè, cha mẹ vô chùa là ai mà không kính trọng? Vì sao? Quý thầy làm việc lợi ích cho người ta, nên cha mẹ quý thầy người ta kính trọng. Còn nếu như quý thầy ở ngoài đời mà không đi tu, mà quý thầy ở ngoài đời mà cướp của giết người hại người đi, nó nghe tới tên cha mẹ mình nó chửi chết mù luôn. Cái thứ gì sanh con ra ác ôn, thấy không? Đó. Nên á, mình hiểu nguyên lý này rồi, mình nè có ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà đời này mình được gặp Phật pháp, mình phải cố gắng tu nhân tích đức, thì ông bà cha mẹ mình được lợi ích rất là lớn. Nên trong nhà Phật có câu nói rất là hay để nhắc nhở mình: một người thành tựu củ quyền thắng. Đó. Nên mình tu hành, mình thành tựu con đường giải thoát là củ quyền được siêu thoát đó. Còn hiện đời thì mình tu hành, mình cũng cầu siêu độ cho người ta được đó. Phải tu hành á, chứ không phải là cúng nhiều gì đâu. Cái đó chỉ là tượng trưng cho cái đó, chỉ là cái tượng nhớ, nghĩ đến họ thôi. Nó giống như bây giờ mình nói mình thương cha mẹ ông bà, hay là giờ những đức nói những đức thương các cụ, không lẽ thương mấy bà già chỉ nói không cũng chưa đủ nữa, nên mua miếng đồ ăn cho ba ăn thì mới thương. Thì bây giờ mình cúng thì nó cũng phải dương gian âm phủ đồng một lý. Thì đã nói là cúng thì mình phải có đồ thực phẩm chứ, đồ ăn đồ uống để mình cúng chứ. Đó là sự tưởng nhớ cho người ta ấm áp khỏi lòng, chứ không lẽ bây giờ ra gia chị à, trước mặt không có gì chân gia chị gì, trước mặt có hộp sữa để cúng gia chị à, đúng không? Đó, giải thích những cái này cực kỳ đơn giản dễ hiểu để quý vị làm sao để tất cả những người học đạo của chúng ta làm sao để ông bà cha mẹ mình được lợi ích thật sự xác thực. Đó là những điều những đức chia sẻ cực kỳ xác thực và rất dễ hiểu luôn, 100% sẽ đúng như vậy. Tại vì người chết chỉ hưởng cái phước mới thù thắng. Còn nếu như mỗi năm mà sát sanh hại vật xả xuống, nếu mà đã đọ nó càng đọ, còn nếu nó đã đầu thai được làm người thì gia đạo càng ngày nó càng đi xuống. Vì ông bà cha mẹ này có con cháu ác, thấy chưa, thì nó đi xuống 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 lại, không đơn giản đâu quý vị. Nên từ nơi đó mình phải tu nhân tích đức là cái quan trọng như lắm.
Những Đức nói với quý vị nghe, cái đạo đức nó không có xưa đâu quý vị. Đạo đức nó không có xưa đâu. Cái thời đại nó có phát triển cỡ nào thì cái đạo đức nó cũng không có xưa. Đạo đức lúc nào nó cũng mu đen. Cũng là phong phú. Bây giờ nhà Đức hỏi vị chê đạo đức xưa, nếu con mình sinh ra mà nó không hiếu với mình, nó bắt hiếu với mình vì chịu không? Đâu có chịu. Nên đạo đức nó không có xưa, mà đạo đức nó rất là modern, rất là thời đại. Nó phải vượt thời đại luôn, cái đạo đức nó mới vượt thời đại. Còn bỏ đi đạo đức là nó hạ cấp con người. Loài người mà bỏ đi đạo đức là con người chúng ta không xứng đáng làm người. Tại vì mình tàn hại lẫn nhau, mình tàn sát lẫn nhau, sao mà xứng đáng làm người? Quý vị coi, được thân người là người ta giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ta giữ được năm giới đó, ta mới được nhân cách làm người. Là cái nhân cách của năm giới đó là cái gì? Là thương người, giúp người, quý người, thương mình, thương người, thương chúng sanh, thương súc sanh. Đó. Những gì mà mình không muốn đừng đem cho người đó, nên mình mới được cái là thân người. Mà bây giờ mình được thân người mà mình không có nhân cách đạo đức, vậy thì mình không xứng đáng làm người. Mình chết đi là mất thân người liền, không nói dòng gió. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nè cậu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.